chạc ngợt, làm phố tôi nay ngập lụt. Khi lúc tan tầm, người và xe nối nhau bơi trên đường, nhìn cảnh toàn dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi. Bà con phấn khởi nay phố mát hơn mọi khi. Nhà nhà bắt cá từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê xa nay lại bỗng nhiên hiện ra. Ở giữa thủ đô sao hoa trắng lệ, đàn cá tung tăng bơi trên đĩa hè, qua nhịp xe qua nước cuộn sóng vô nhà ta. Tràn ngập khắp phố, thuyền ghe nước trôi êm đềm, đèn dầu ta không lo cắt điện suốt bao ngày đêm. Rồi những chàng trai đua ghe giữa đường, làn nước trong xanh thêm sạch phố phường, từng trận mưa rơi trong ngàn ánh mắt yêu thương. Đài dự báo 3 ngày tới sẽ có mưa rơi khắp trời, nên biết bao người ngẩng đầu cao ngó lên mây ngóng đợi, chờ đợi ngày mai đi bơi đúng tại ngã tư này đây. Mà sao nắng lại tươi sáng ló sau ngàn cây. Đài dự báo lao làm văng lái cho siêu thị, tường trời còn mưa thêm, thiên hạ tích thêm đồ ăn. Thịt cá lạc rau bông dưng hết sạch, chào giá thật cao vẫn không ế. Dù trời không mưa cũng phải cố ăn cả năm. Và trên lá thư này đây, trong nắng mưa hay đêm ngày, ai biết công ngầm cài đào xong đã qua hay chưa. Mặc kệ thành phố văn minh vẫn lụt mỗi khi trời mưa, chúng ta vẫn ngày ngày chờ đợi được bơi mỗi khi trời mưa. Em đây mới lên trầu, tâm trạng thật đang ngổn ngang, muốn idol, mong được chọn báo tài năng để hùng với đời. Là sao ta? Nói chung là thi đó, ở đó có phải là thi không? Nơi sao có mãi người? Oh oh, oh oh. Em mong em mai sau trở thành ngôi sao, cho thiên đình ta phải tự hào về em, nên em sẽ tiết lộ hàng khi thi xong em phải tìm bút vào mạng dân chơi rồi. Rất tin cho từ sống chắc sẽ nhiều đứa xem. Ngọc Hoàng ơi, em muốn cùng anh thề cầu chung thủy, không thay đổi lòng để em đây được chúng ta ai đồ. Gửi tới một món quà quê hương được không? À, món quà quê hương ạ. Vâng. Vâng, chúng tôi sẵn sàng. Quý vị có sẵn sàng đến với món quà quê hương ạ? Vâng. Nhưng mà trong cái bản đăng ký của anh, dạ, anh cũng ghi là tài sản của anh không có gì đáng giá ngoài một căn nhà cấp 4. Anh có thể miêu tả căn nhà cấp 4 này được không ạ? À, được thôi. Nếu anh thích thì em có thể tả căn nhà cấp 4 của em bằng một giai điệu quê hương được không ạ? À, hay quá. Vâng, vâng. Hai trong một đấy. Vâng. Một ngõ vắng quanh co, một căn nhà cấp 4, một mái ngói đơn sơ, bên ngoài hiên che tôn, một cái bếp con nấu ăn cạnh nhà tắm, xà phòng thơm nước mắm đưa hương ngập nhà tôi. Ôi căn nhà một đời tôi gắn bó, yêu lao động vượt khó mới làm nên. Tôi yêu nhà dù nhà tôi cấp 4, sống trong sạch một đời không tham ô. Dù nắng cũng như mưa, buổi trưa hoặc buổi sáng, dù nắng cháy mưa giông, xuân hạ hay thu đông, dù cống hiến bao năm vẫn căn nhà cấp 4, một đời không tham nhũng cho nên ở vậy thôi. Xung quanh nhà họ đều xây cao ốc,
nhưng tôi nghèo, nhà vẫn cứ còn còn. Bao nhiêu người bảo rằng nên vay vốn, 5 năm chờ là có cái chung cư. Nhà cấp 4 cho thuê, giờ tôi ở chỗ khác, 1 tháng 400 đô là có tiền để mua. Trời ơi, mày cứ bon anh mồm. Để yên để em tả lướt nha. Không không không, mày bon mồm mày hát lộ hết mình tham nhũng à? Em bon. Trời ơi. Vâng, đúng là anh tinh thần có khác. Chỉ miêu tả căn nhà cấp 4 mà có cả một cái bài hát rất là hoành tráng. Bao lâu nay vẫn quen phòng bì, rúi xong tiếm xe khác không tiền. Hỏi còn đi được không, thưa rằng đã quên. Đêm hôm qua có ông đau đầu, khám xong đau vẫn đau. Ngồi đợi người kiểm tra, không ai thèm đến. Đêm hôm nay lấy ngay 100.000, điếu xong cho khám khát ngay liền. Kể từ khi có măn ni xong là hết đau. Này bệnh nhân ơi, khi khám đừng có quên, muốn sống nhớ đưa ngay tiền. Này bệnh nhân ơi, xin nhớ kẻo chết oan, phải bơm trước khi được tiêm. Người nghèo ai ơi, xin hãy công đi về, chuyện vòi mặt đi khi khám chỉ tế đây. Em bước vào kỳ thi đại học, em thấy sợ vì khác mọi năm. Thông báo là cứ thi rồi chọn, chẳng biết mình làm thế nào đây. Em bắt đầu vừa lo vừa sợ, không dám ngủ, không dám ca ăn. Khi có điểm vội lao vào mạng, đang lúc cần mạng nó lại đơ. Ngày hôm nay đỗ vừa vặn, mà hôm sau đã thành tượt, do mốc điểm điều chỉnh lung tung. Hôm cuối cùng loạn như vỡ trận. Đúng thế. Có đứa dùng cấp cứu chạy ra, chen lấn vào trường cho kịp nộp. Mẹ thì khóc, cha thì gào la. Ngày xưa thi thấy nhẹ nhàng, mà nay thi như đánh trận. Muốn đỗ thì phải liều chén nhau. Em thấy mình nhục hơn trùng trục. Nay đút vào, mai rút thật nhanh, như đánh bạc đỏ đen mày rồi. Thật loạn quá, ôi một mùa thi. Mấy năm qua, chẳng biết do đâu mà bóng đá hơi buồn. Đá SEA Games vẫn cứ thua đau, dù cho ta đã thay thầy mới. Cứ thanh minh rồi phán linh tinh, và sang mùa sau vẫn thế. Tại kém chuyên môn hay do cá độ, ông nào cũng đổ lỗi quanh. Đá trên sân đầu cứ phân vân về mức hứa khen tặng. Cố gắng lên vẫn thấy đôi chân, tại sao không như mình muốn. Đến SEA Games lòng bỗng vui lên, cùng bao niềm tin chiến thắng. Rồi thấy anh em rơi nhanh phong độ, do tiền nên liều bản thân. Cứ ra sân là thấy lo lo, sợ ăn đánh bất ngờ. Thế cho nên cứ đứng hai bên,
còn hơn phi thân vào giữa. Mỗi khi ta bắt lỗi hơi sai, bầu lao vào sân quát tháo, rút không nhanh, ăn ngày hai đạp, ai bảo to còi tuyết sai. Bóng đá truyền từ lâu, bao tiền đầu tư đi đâu, giờ bóng đá phải kinh doanh rồi chia nhau doanh thu. Hãy vững tin ngày mai ta cùng làm ăn có lãi, mấy ông bầu đổi máu kinh doanh nên giờ phải đấu tách làm hai. Hãy tin rằng điểm sáng tương lai cho nền bóng đá ngày mai. Tham nhũng kỳ diệu, cứ quay đi anh em, sẽ không sao đâu mà. Ô tham nhũng tuy nhiều nhưng không sợ gì đâu. Quá vui anh em ơi, trò chơi mới đây rồi, cùng quay với táo nào, từ trong sạch đến bất ngờ. Nào mình cùng quay đi táo ơi, quay tới quay lui đi nào, dù có quay nhanh hay chậm vẫn không vào ô tham nhũng. Nào mình cùng quay đi táo ơi, ta hãy quay nhanh tay vào, dù có quay nhanh thế nào vẫn luôn trong sạch mà. Mình quay cái gì thế? Màu xanh xanh hay hát quá nhỉ? Chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng, đấy là đèn giao thông. Vì em không lau bụi nó trắng xóa, nhìn không rõ cánh lái xe đi vượt bụi vàng. Rồi thì đâm nhau, toác xe toạc đầu, nhiều người đi qua đứng ngay lại, tắc đường giao thông. Mọi người xôn xao, một người nói quá đáng, thằng xe máy tức điên lên đâm 30 người. Quanh năm hết cỡ lại ngăn, có anh giao thông tăng cường kiếm ăn. Dù đường chật ngã tư đang đông, mà chẳng tìm thấy anh giao thông. Anh đâm ở đâu đời gốc cây hay cội qua. Không nhìn thấy anh mấy ông tân ra thành phố không nhanh. Chiều muộn rồi chắc con đang mong, bỏ từ từ chắc đi không xong. Tôi cứ vọt nhanh màu lách khỏi đám đông. Đi 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 bông. Từ một gốc cây anh lao ra, anh đứng giữa đường. Liệu mình nhà chắn núi ô tô tiếp đến. Anh nói nhẹ nhàng, tiền đâu à, đầu tiên. Là người lái xe cứ yên tâm, biết ý thì mau mau rút ít tiền, xe sẽ chạy luôn không có chút phiền. Lại đạp ga lao nhanh nhanh, nụ cười tươi trong trai. Em chào các anh.
nhiều năm với nghề lương y à, biết mấy dân Lào nào có xa chi. Này bông đầu vì cái phòng bì, bao nhiêu thành thích dở xuống sông Hòa, gương xoay đức còn gì nữa đâu. Bao nhiêu năm với nghề kinh doanh, mưa nắng quanh năm nào có tinh công. Này bỗng dừng vì lãi ngân hàng, có như công đức giờ mất không. Hoàng cho em quá hoàng biệt không. Hoàng tức là anh Ngọc Hoàng đấy à. Bởi vì quý người dân nên sợ phận ý người dân, cho nên người dân được cái gì em cũng lấy. Nên lâu lâu thanh niên rồi, phong bì của người dân hai bọn em. Trời đâu hay à, dân họ rui phong bì vào tay em. Thôi coi như em không biết cho đỡ phiền, thế nên cũng thành quen. Họ mà đưa là nhận ngay. Họ mà đưa là nhận ngay. Tội gì nóng cần. À, tôi xin giới thiệu tình khúc nợ nần. Sáng tác vẫn của anh ấy, lời do tôi biên soạn. Anh vẫn đòi nợ em như em đòi nợ nó, như nó đòi nợ cô kia, như chàng kia vay cô ấy. Anh vẫn đòi nợ em trên những chặng đường quen. Tiếng khất em sao động khác lời vay hôm nào. Giấy nợ ngày xưa vẫn đầy trong túi, những bạn bè xưa cứ vay chẳng trả. Anh đã thuê người chờ từ sáng đến đêm, có nhẽ nào em lại nợ anh, có nhẽ nào em lại chết sao thế bùng anh. Quá đúng là tình khúc nợ nần. Kìa xa mà xem người mẫu chụp lui toàn thân hở hang, tận nơi rừng xanh tụt ngay quần da lòi mông với ngực. Ô ô la la, vì sao em nhố nhăng? Ô ô la la, học đòi scandal. Vừa qua nhiều em rủ nhau cùng sâu hàng xa lòi tói, vì mong bà con nhìn xem rồi tên trở nên quen thuộc. Ô ô la la, đùi mông em cố khoe. Ô ô la la, càng nhìn càng phát khiếp. Ê, thiên nhiên em muốn giữ, yêu môi trường thì em lui ra. Nhìn xem này, bóng ba em rất căng. Ô, đam mê hay ít tí, không ngượng ngùng mà lui ra. Vì em mong công danh vang xa. Ê, ai yêu em cố nhớ, ai cho tiền là em đi luôn. Nhìn xem người em trông rất ngon. Ô, bông em to thế đó, da em nhìn lại không nhăn. Vì em nữ hoàng nội y. Này em là ai vừa ca vừa nhai còn mic thì rơi. Lời ca toàn ngang toàn đau toàn rên toàn yêu vỡ mộng. Ô ô la la, nhiều chiều em cố khoe. Ô ô la la, lộ ngực này là cố ý. Thì em là ai mà coi người nghe là trâu là bò. Thì em là ai mà khoe hàng xa làm anh ngây dại. Ô ô la la, ngực em trông rất to. Ô ô la la, nhìn kìa trông như con điên. Ê, sao anh nói thế? Body đẹp thì em khoe luôn. Nhìn xem hàng em vừa tút lại. Ê, sao anh nghĩ thế? Đây em hàng còn ngon gì? Dù sao trông em vẫn như con điên. Âm nhạc bắt đầu.
với một câu cắt là cắt luôn tiền điện mà bà thu. Bệnh viện bà còn cắt, cứ mặc bệnh nhân đang chưa mổ xong cắt phăng một phát tắt luôn hết đẹp. Tôi om thế này thì bác sĩ mổ sao, cắt liều thế sao, tiệt mà liều thế sao. Độc quyền thì bà cắt, nói nhiều quá tiền, đã tiền thì thôi bà đây cắt tất, cắt luôn doanh nghiệp, cắt luôn là bệnh viện, rồi cắt nốt hộ dân. Thường làm bệnh nhân giật mình, từng ánh mắt cầu cứu em, người nhà bệnh nhân cười chào, cứ nhét tay vào túi em làm em chẳng kịp phản ứng. Từng phong bì và bao mơ ước của người bệnh. Phong bì sẽ là tiền à?